mọi người xem livestream giúp em nha. Chào năm sói nha. Mọi người ơi, hôm nay em live bên xe số nhá. Các tàu xe X-Size, Winner, cửa hàng em đều có ở đây nhá. Chào Ô Thắng nha. X-Size 135 các đời 2013-14 cửa hàng em đều có nhá. X-Size 150 đời 2017-2018 cửa hàng đều có nhá. Giá chỉ từ 27.800.000 là có xe X-Size 150 nhá. Chào Nhật Hoàng, chào Nhật Anh Hoàng nha, chào Tuấn Nguyễn. Chào Đỗ Thế Kỷ nha. Chào Vũ Tiến Đạt. Bên này cửa hàng em có để một số xe ga ấy, thì ở như SH này, Lít, Janus cửa hàng em đều có bên này nhá. Nguyễn Tuyên ơi, SH là đỏ 2015. SH đỏ 2015 hiện tại cửa hàng em đang không có con nào anh nhá. Anh tí nữa anh sẽ check ebook cửa hàng nha. Cửa hàng sẽ gửi cho anh cái đường link SH đỏ mà cửa hàng đang có ấy. Chào Nguyễn Tô nha. Winner các đời Winner đời 2020 giá chỉ từ hơn 30 triệu là có xe mọi người ơi. Chào Trần Hà nhé. Rất nhiều dòng xe cho mọi người tham khảo nhé. Bên đây nhám cửa hàng có rất nhiều luôn. Chào Văn Hùng nhé. Mọi người ơi, mọi người muốn hỏi vấn đề gì ấy, hay là cần tư vấn trả góp hoặc vấn đề sang tên thì mọi người cứ để lại bình luận nhé. Hoặc là có thể ebook trực tiếp cho cửa hàng giúp em, thì bên cửa hàng em sẽ trả lời chi tiết cho mọi người nha. Rất nhiều dòng quay cả em, rất nhiều dòng quay cho mọi người tham khảo nhé. Quay xanh tím này, quay đặc biệt đỏ đen. Cả hàng đang có con quay cam nhé, đời 2019 giá trị là 16.300.000. Xe Ram cửa hàng đang có nha mọi người ơi. Rất nhiều dòng quay cho mọi người tham khảo nhé. Xe quay hiện tại cửa hàng đang có giá trị từ 12.900.000 mọi người nhé. Một xe Sirius cửa hàng đang có cũng chỉ từ 12.900.000 thôi. Mọi người cứ đến cửa hàng tham khảo xem xe trực tiếp giúp em nha. Hoặc có vấn đề gì cần tư vấn thì cứ alo số điện thoại cửa hàng hoặc là ebook trực tiếp cho cửa hàng em nhé. X-Size 155 cửa hàng có giá là 40.900.000 mọi người ơi, đời 2021. Xe mới chạy có hơn 1.000 cây thôi, xe rất mới nhé. Chào Nguyễn Ước nha. Cửa hàng đang có một con xe Jeep đời 2015 giá là 13.800.000. Xe rất mới luôn mọi người ơi. Xe còn nguyên bản nguyên zin nhé.
Mọi người ơi, mọi người hãy đến với xe máy Đức Kiên, địa chỉ tại 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Chào Nguyễn Tiến Sơn nha. SH5 cửa hàng bên này để rất nhiều nhé. À, Thấn Trường ơi, con AB anh ơi, anh muốn hỏi AB xe mới hay xe cũ ạ? Bé bao nhiêu ạ? Chào Ninh Phạm nha. SH đem nhám, cửa hàng để đây rất nhiều nhá. Đây, cửa hàng đâu có xe SH màu đen bóng đời 2013, giá trị từ 50.900.000. Xe còn rất đẹp luôn mọi người ơi. Xe biển sẵn đấy mọi người nhé. Chào Di Còi nha. Ở LED đen nhám cửa hàng đang có rất nhiều nhé, đời 2019. Giá chỉ từ 38.900.000 là có xe mọi người nhé. Xe 135. Xe 135 nhất, giá trị từ 20.800.000 mọi người ơi. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Mọi người có thể đến cửa hàng trực tiếp tham khảo xe giúp em tại 237, 289, 238 Ngô Quyền nha. Ở Nguyễn Lương ơi, xe X4 số cửa hàng hiện tại không có con nào anh nhé. Cửa hàng đang còn con 2 con X-Size đời 2014 và 2 con X-Size đời 2014 thôi nhé. Xe 135 nha. Mọi người ơi, mọi người có thể đến trực tiếp tham khảo xe giúp em tại địa chỉ 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đối với cửa hàng ạ. Chào mọi người nha.